Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Cơ thể bạn nói gì, và tôi là Mai Tân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để nói về chủ đề xu hướng mới trong kiểm soát bệnh gút nhờ thảo dược. Quý vị thân mến, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau do bệnh gút gây ra mỗi khi bệnh nhân lên cơn gút cấp. Và để giảm đau thì bệnh nhân sẽ phải dùng đến các loại thuốc giảm đau chống viêm đặc hiệu. Và qua đó thì các cơn đau sẽ giảm dần và mất đi sau 5 đến 7 ngày. Thế nhưng khi những cơn gút cấp tái đi tái lại nhiều lần thì bệnh nhân sẽ phải dùng nhiều hơn các loại thuốc giảm đau. Từ đó sẽ phải gánh thêm những tác dụng phụ không hề mong muốn do thuốc gây ra. Bởi vậy mà y học hiện đại đã phát triển một xu hướng mới trong kiểm soát bệnh gút, đó là nhờ những tác dụng tuyệt vời của thảo dược. Vậy xu hướng này vận hành như thế nào? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị chuyên gia cùng với một vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và vị khách mời đầu tiên xin được giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ạ. Vâng, xin chào MC Mai Tân, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai, một người cũng rất quan tâm đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu chú Nguyễn Quốc Dũng. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời sẽ theo dõi một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện. Trong suốt những tháng ngày thực hiện chương trình, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với nhiều nhân vật khác nhau. Mỗi người là một mảnh đời, một câu chuyện. Hạnh phúc có và đáng cay cũng có. Và câu chuyện của nhân vật tuần này đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. Đó là bác Trần Văn Tuất, 70 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Một bệnh nhân mắc bệnh gút từ năm 1997 tới nay. Bác tên là Trần Văn Tuất, sinh năm 46. Bác ở địa chỉ nhà số 6, ngõ 32, phố Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Bác bị gút từ tháng 5 năm 1997. Thì thời kỳ đầu thì bác đi khám thì y bác sĩ chỉ nói là viêm khớp cấp, triệu chứng là ngón chân cái đau, sưng đỏ, tấy đỏ, tự nhiên sưng tấy đỏ mà đau không thể chịu được. Thời gian đau thì nó phải 7-8 ngày nó mới lại khỏi, mà phải thông qua uống thuốc thì mới khỏi. Uống một thời gian 5-6 tháng liền thì nó bị viêm loét thành cá tràng, hang vị, tiền môn vị. Thế rồi bác phải đi chữa bệnh dạ dày, chữa thời gian rất là lâu. Sau đó thì bác phát hiện ra bệnh gút ấy, thì uống cuscin thì là nó bị đi ngoài nhiều lắm. Acid uric lên đến 750-800. Lượng acid nó lên cao quá cho nên là hàng tháng đau, có tháng phải đau đến 3-4 lần. Tháng nó đau 3-4 lần thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Cái thời kỳ đi làm thế bác cứ một tháng đau 2 lần phải nghỉ mất nửa tháng rồi. Cho nên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế rồi là người gầy tọp đi. Từ lúc 76 cân xuống còn đâu có 65 cân. Vâng, thưa bác sĩ, một trong những triệu chứng điển hình nhất của bệnh gút chính là những cơn gút cấp. Vậy khi gặp phải những cơn gút cấp như vậy thì bệnh nhân cần phải được chăm sóc như thế nào và cần chú ý điều gì đến chế độ dùng thuốc ạ? Gút cấp là gì? Có sưng, nóng, đỏ, đau, bệnh nhân rất mệt mỏi và thậm chí là không đi lại được. Đầu tiên bệnh nhân thường hay đến các thầy thuốc Tây y, và cái đầu tay người ta hay sử dụng là gì? Là cái thuốc colchicine. Mà dùng colchicine này thì rất hiệu lực và hữu hiệu, nhưng mà các cái thuốc này thì đều nó có tác dụng phụ của nó. Nếu dùng lâu dài mà ngộ độc vị thì có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, và đặc biệt nó sẽ có những cái biến chứng như là viêm tủy này, hoặc là rụng tóc này, nó cũng có những biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng này, buồn nôn, và có thể nó cho tiêu chảy. Và đặc biệt nếu những bệnh nhân mà có cái tiền sử viêm nhiễm đường tiêu hóa, nó dễ dẫn đến trường hợp sao xuất huyết đường tiêu hóa. Tôi đã gặp có những bệnh nhân rất trẻ thôi nhưng lạm dụng colchicine dẫn đến có cả suy thận. Khi bị gút cấp thì chăm sóc làm sao? Bệnh nhân cần phải các chân cao hơn đầu gối và hạn chế làm những việc nặng. Chế độ ăn uống thì tránh ăn nhiều thịt đỏ, nó gây tăng cái acid uric thêm, cho nên làm cho cái triệu chứng của cơn gút cấp nó càng trầm trọng, hoặc nó lại tái phát. Những cái đợt gút cấp có thể chườm lạnh bằng nước đá, nhưng mà không được chườm trực tiếp vào cái khớp mà bị gút đó, mà phải chườm bọc qua các cái khăn hoặc gạc để chườm vào, thì đó là cái chăm sóc và điều trị của cái cơn gút cấp. Vâng, qua những phân tích của bác sĩ mới thấy rằng là người bệnh rất cần thận trọng với tính hai mặt của các loại thuốc giảm đau, bởi nó có thể mang lại những tác dụng phụ rất là khó lường. Vậy làm thế nào để có thể hạn chế những tác dụng phụ này thưa bác sĩ? Khi bị bệnh gút ấy, ai cũng muốn điều trị cho nhanh chóng khỏi,
Nhưng mà sử dụng thuốc y học hiện đại nếu kéo dài thường có tác dụng phụ. Thứ nhất là gì? Dạ dày. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến chức năng gan. Và thứ ba là ảnh hưởng đến chức năng thận. Bởi vậy để tránh những cái tác dụng phụ thì người ta hay sử dụng, ví dụ như là đối với dạ dày thì người ta sẽ giảm cái tiết dịch dạ dày, hoặc là bao niêm mạc dạ dày. Khi sử dụng các cái thuốc trên nó tăng cái men gan hoặc là tổn thương cái tế bào gan thì người ta sử dụng các thuốc ví dụ như là bảo vệ thải độc gan. Còn đối với thận thì làm sao? Thì người ta có thể làm sao tăng cường nội tiểu, bổ thận, tránh tình trạng ứ động axit uric ở thận sẽ gây ra những biến chứng như là sỏi thận hoặc thậm chí là có cái suy thận. Nhưng mà để mà chống được cái tác dụng phụ mà giảm được cái liều điều trị của thuốc y học hiện đại, đó là quản lý được cái cơn gút cấp, quản lý được cái hàm lượng axit uric trong máu. Đấy mới là quan trọng. Mà để làm được cái việc đó thì thường người ta hay làm sao phối với các cái thảo dược thiên nhiên cũng có tác dụng rất là tốt về hạ axit uric máu, đồng thời làm sao giảm được các cái triệu chứng của cơn gút cấp. Vâng, một điều quan trọng để chúng ta có thể ngăn ngừa những tác dụng phụ của các loại thuốc giảm đau đó là chúng ta phải kiểm soát tốt bệnh gút và hạn chế tốt nhất những cơn gút cấp tái phát đúng lại nhiều lần. Nhưng theo tôi được biết thì để làm được điều này không hề dễ dàng, phải không thưa bác sĩ? Phải là bệnh nhân thông thái. Thứ nhất, chọn lọc thực phẩm sạch, tăng cường rau xanh, đảm bảo với 400 gram rau một ngày. Cái thứ hai, uống đủ nước, tránh dùng các cái chất ví dụ cà phê, rượu ớt kích thích cay nóng, và tránh làm sao những cái thịt đỏ, thì đó là chế độ ăn. Thứ hai là phải tập luyện thể dục thể thao, một ngày là phải có 30 phút để ví dụ như đi bộ để nâng cao cái sức đề kháng. Và khi đi bộ nhiều ấy, vận động ấy, thì các cái khớp nó cũng không bị ứ đọng các axit uric. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe để biết được cái hàm lượng axit uric trong máu mình đã được giảm chưa. Thứ tư là quan trọng, có thể sử dụng một số cái thảo dược hiện nay đã được chứng minh khoa học có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho bệnh gút. Người ta sử dụng cái quả anh đào đen và hạt nhãn, tác dụng là giảm được cái axit uric trong máu, giảm được cái men satin oxidase. Cái men này chuyển đổi cái nhân purin thành axit uric. Quả anh đào đen này đã được chứng minh bằng phương pháp lâm sàng ở Mỹ, Đại học E. Boston của Mỹ, rằng với 634 bệnh nhân thì sau 4 tuần sử dụng 100% bệnh nhân giảm cái axit uric máu, và đặc biệt có 57% bệnh nhân trở về cái chỉ số axit uric an toàn. Một cái thảo dược nữa đấy là hạt cần tây, có tính kiềm để nó trung hòa cái axit uric ở trong máu. Dùng những cái thảo dược tự nhiên nó có tác dụng lợi tiểu để đào thải axit uric ra khỏi cơ thể, đó là trạch tả, đó là cái ngưu bàn tử, đó là mã đề. Và ngoài ra người ta còn phối ngũ thêm các cái thảo dược có tác dụng giảm đau, chống viêm, chống nhiễm trùng và chống được các cái gốc oxy hóa, đó là gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa và húng tây. Tất cả phối ngũ lại có tác dụng rất hữu hiệu cho vấn đề hỗ trợ điều trị gút cấp, giảm được cái tái phát cơn gút cấp. Đồng thời làm sao hạt tô phi thu nhỏ, không tạo thành những hạt tô phi mới, ngăn ngừa được các cái biến chứng khác của cái bệnh gút, ví dụ như là sỏi thận, suy thận hoặc là suy cái khả năng sinh lý, hỗ trợ làm giảm được cái liều thuốc y học hiện đại. Và từ giảm liều thuốc y học hiện đại cũng là giảm cái tác dụng phụ, và đồng thời nó hỗ trợ cho tăng sức đề kháng của cơ thể. Xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống mà chúng tôi đã xây dựng ngay sau đây. Bác Lâm ơi, bác Lâm, ai gọi đây ạ? Ôi giời, cô Liên đấy à? Bác làm cái gì mà em gọi điện thoại từ sáng tới giờ bác không nghe máy thế? Chắc là cái lúc mà cô gọi tôi ấy, là tôi đang ở trong phòng. Thế sang tôi là có việc gì đấy? Bác Cúc ấy, bác ấy nhờ em sang hỏi bác là cái đôi giày mà bác ấy tặng bác ấy, đôi giày da, bác ấy có vừa không? Với lại đồ hải sản ở quê bác ấy gửi lên ấy, nếu bác ăn có ngon miệng không? Quà thì tôi nhận rồi, nhưng mà nói thật là tôi không dám dùng, vì là tôi bị very good. Ý tôi muốn nói là tôi bị mắc bệnh gút, cái đầu ngón chân cái nó sưng lên, to tướng lên, đau lắm, không thể đi vào giày được. Mà hơn nữa là những cái đồ ăn hải sản rồi dầu chất đạm là tôi không ăn được, ăn vào nó đau. Bệnh gút thì ông xã nhà em bị, rồi ôi bao nhiêu năm nay rồi. Chú ấy cũng bị bệnh gút giống tôi à? Vâng, nhà em bị mấy năm nay rồi, chỉ dùng cái giải pháp đấy thôi mà cải thiện vô cùng. Thành phần của cái giải pháp này nó thế nào hả cô? Hạt nhãn này, hạt cần tây này, trạch tả này, mã đề này, ngưu bàn tử này, rễ cây tầm ma này, kim sa này, rất an toàn và lành tính, bác không phải lo lắng gì cả. Chống viêm này và phòng ngừa biến chứng của bệnh gút. Bây giờ ấy, cái axit uric ấy của chồng em luôn ở ngưỡng an toàn. Ôi trời ơi, thế thì tôi sẽ đi mua để về dùng ngay.
Vâng, chú Dũng thân mến, cháu được biết là chú cũng đã mắc căn bệnh gút trong suốt 20 năm. Và có lẽ đó là những cái tháng ngày dài đằng đẵng với những cơn đau vô cùng khó chịu phải không ạ? Thì vào khoảng năm 1998 ấy, thì sau một cái lần tôi đi liên hoan với lại bạn bè về thì thấy ngón chân cái tự nhiên sưng vù và đau. Thì đầu tiên thì cứ nghĩ rằng là mình đi đêm bị rắn cắn, rồi về cũng đắp lá lại càng đau thêm. Tôi mới đi khám bác sĩ. Lúc đấy thì bác sĩ chẩn đoán là mình bị viêm khớp và cho nằm viện một tuần. Rồi liên tục tiêm kháng sinh liều cao, rồi thuốc giảm đau, rồi nó cũng đỡ dần. Khoảng một năm sau thì tôi lại bị tái phát lại, là một năm nó cứ đau đến một hai lần. Đến năm thứ hai thì đau đến bốn lần. Đau quá không chịu đựng được nữa thì tôi đi bệnh viện khác kiểm tra lại. Thì ở đây thì bác sĩ cho xét nghiệm máu và chẩn đoán tôi là bị gút. Acid uric trong cơ thể lên đến 780 micromol trên 1 lít. Và tôi phải nằm viện mất một tuần. Cứ mỗi lần đau thì tôi lại uống colchicine. Cứ mỗi lần uống lại bị đi tiêu chảy rất là khủng khiếp. Và cuối cùng lại thì sinh ra một cái tác dụng phụ, tức là bị sỏi thận. Và thời gian vừa rồi là tôi phải đi tán sỏi mất 3 lần rồi đấy ạ. Acid uric luôn luôn cao. Và nhiều khi là có những cái hạt topi nó cứ mọc ở trên các cái ngón chân, rồi cổ chân, rất là đau. Thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về tác dụng của loại thảo dược này được không ạ? Sử dụng Bonigut tác dụng theo cái 3 cơ chế. Thứ nhất, quả anh đào đen và hạt nhãn ngăn ngừa cái men satin oxidasa để không cho tăng lượng acid uric trong máu. Cơ chế thứ hai, sử dụng cái hạt cần tây có tính kiềm để trung hòa ngay những lượng acid uric có trong máu. Thảo dược có tác dụng lợi tiểu để đào thải acid uric ra khỏi cơ thể. Đó là gì? Là trạch tả, mã đề và cái ngưu bàng tử. Các cái thảo dược có tác dụng giảm đau, chống viêm, chống nhiễm trùng và chống được các cái gốc oxy hóa. Đó là gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa và húng tây. Sử dụng Bonigut an toàn hiệu quả. Nó tác dụng vào 3 cơ chế nên dẫn đến giảm được cái triệu chứng của cơn gút cấp, tránh được tái phát, làm cho hạt tophi không hình thành hoặc nếu có thì thu nhỏ. Đặc biệt chống được cái thoái hóa của các cái khớp, không cho hình thành các cái sỏi của thận, chống được cái suy thận hoặc là làm cho cái khả năng sinh lý của nam giới được tốt hơn. Bonigut được bào chế với cái công nghệ hiện đại là siêu nano, tăng hiệu lực của cái thảo dược, tăng cái khả năng hấp thu của cơ thể đối với thảo dược và nó giữ ổn định của sản phẩm. Bonigut thành dạng viên cho nên an toàn, hiệu quả, dễ sử dụng, dễ bảo quản. Bonigut chuẩn GMP và đã được FDA của Mỹ, tức là Cục Thực phẩm và Dược phẩm Chức năng Mỹ công nhận và được Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận và đã được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao giải vàng về sức khỏe cộng đồng từ năm 2014, 2017 và 2021. Tôi cũng xin nhân đây tặng bác và các khán giả, tức là bệnh gút sẽ được goodbye. Uống Bonigut dài dài đỡ ngay, năng tập thể dục hàng ngày, rồi ăn uống năng tập thể dục hàng ngày, sinh hoạt lành mạnh, thổi bay gút liền. Bonigut là thảo dược tự nhiên, an toàn, hiệu quả, được khuyên nên dùng. Thưa bác sĩ, tôi có một người bạn ấy, sau khi anh ấy đi khám sức khỏe định kỳ, acid uric trong cơ thể tăng cao nhưng chưa bị đau như tôi, thì thử hỏi bác sĩ rằng là anh ấy có sử dụng cái giải pháp thảo dược được không ạ? Cái bệnh gút ấy, nó tiến triển qua 4 giai đoạn, thì bạn bác đang ở cái giai đoạn 1, nó chuyển bị sang cái giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là gì? Là lượng acid uric rất cao trong máu. Bởi vậy nếu không có cái chế độ sinh hoạt lành mạnh và không sử dụng, tức là dự phòng ấy, thì nó sẽ chuyển sang cơn gút cấp. Mà sang gút cấp như chúng ta nói từ đầu đến giờ ấy, nó rất nặng nề, rất nguy hiểm, phải sử dụng những cái thuốc nó có tác dụng phụ. Sang gút cấp rồi không cẩn thận sang gút mãn thì rất nguy hiểm. Có thể sử dụng Bonigut như bác đã dùng và thường xuyên làm sao kiểm tra cái sức khỏe định kỳ để xem cái lượng acid uric trong máu nó có tăng nữa không, và tránh tình trạng này nữa. Khi dùng được thấy rồi mới được 1-2 tuần nó xuống thì tự nhiên lại bỏ thì không nên bác ạ. Thì phải sử dụng Bonigut đúng liệu trình. Hôm
Hơn 20 năm sống cùng căn bệnh gút với những trận đau kinh hoàng tới mức quen thuộc, bác Tuất không ngờ có một ngày những trận đau đó lại chấm dứt theo một cách đơn giản mà chính bác cũng không ngờ tới được. Qua phương tiện thông tin trên vô tuyến, bác uống Buniwood, ban đầu thì thấy nó thời gian nó đau nó thưa ra, 2-3 tháng mới đau, không đau dữ dội, mà nó cái sưng nó đỡ tấy đỏ, nó đau không dữ dội. Nên bác cứ tiếp tục uống Buniwood, có tháng thì không đau. Thì nói chung bây giờ bệnh ổn định, acid uric giảm xuống, bác cách đây mấy tháng, 3 tháng thì bác đi xét nghiệm máu thì giảm xuống 150. Đấy, 150 trong một thời gian thì bác lại không uống lại lên 380. 380 nhưng mà bác lại uống, nhưng mà 380 cũng không thấy đau, cũng không đau gì cả, mà rời rét các thứ cũng không đau. Bác lại uống, vẫn uống, tiếp tục uống. Bác thấy Buniwood không có tác dụng phụ gì cả, kể cả phần dạ dày, áp huyết, máu, các thứ. Bác thường xuyên một tháng phải đi xét nghiệm một lần mà, thì thấy ổn định. Bây giờ thì sức khỏe của bác ổn định, ăn uống kiêng khem thì ổn định. Buniwood là sự kết hợp hoàn hảo của những thảo dược quý như quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tả, bách sủ, ngưu bàng tử, mã đề. Buniwood giúp hạ acid uric trong máu về ngưỡng an toàn, co nhỏ hạt tô phi, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp, phòng ngừa biến chứng bệnh gút. Buniwood được sản xuất bởi công ty dược phẩm J&E International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Buniwood, sản phẩm của Mỹ. Vâng, thật may mắn ngày hôm nay trưởng Nguyễn Quốc Dũng đến đây không chỉ có cơ hội chia sẻ với quý vị khán giả mà còn được lắng nghe những tư vấn trực tiếp từ chuyên gia của chương trình dành cho người thân yêu xung quanh chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian, chúng ta đã có một cuộc trao đổi và những thông tin rất là quan trọng và hữu ích với cái xu hướng mới trong kiểm soát bệnh gút nhờ tác dụng tuyệt vời của thảo dược. Đến đây chúng tôi xin phép được khép lại chương trình Cơ thể bạn nói gì ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.